Hôm qua, ông Mohamed Yunus, người dự kiến sẽ lãnh đạo chính phủ lâm thời Bangladesh, đã rời nước Pháp để trở về quê hương. Ông Yunus được người tổng thống Bangladesh chọn để đứng đầu chính phủ nước này sau khi thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Ông Yunus đã lên máy bay ở sân bay Charles de Gaulle tại Paris để trở về Dakar. Theo hãng tin Reuters, ông đến Pháp để điều trị y tế. Trong thông cáo cùng ngày, ông Yunus ca ngợi những sinh viên biểu tình ở Bangladesh như kêu gọi bình tĩnh và phản đối mọi hình thức bạo lực. Giáo sư Mohamed Yunus, năm nay 84 tuổi, là nhà kinh tế và lãnh đạo xã hội dân sự Bangladesh. Ông là người phổ biến khái niệm tín dụng vi mô để hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là phụ nữ. Sự tiên phong và nỗ lực giúp ông Yunus và ngân hàng Grameen được trao tặng giải Nobel Hòa bình năm 2006.